Nha. À, em trương công ty 30 tháng 4 kết quả mua sữa kinh 6 lạng, quả này hình như 1 kg nè tự, phải không? Sáu lạng cũng bán được ha. Đẹp. Quá đẹp Trời ơi, coi này, quả mua sữa kinh 6 lạng nè. Em trương sẽ test. Anh Tư đâu rồi, vô đi chơi. Trời ơi, đẹp quá đi. Đẹp quá trời luôn. Chết đi tự ơi. Vàng quá. Mà Rạch bé cái đường xíu ấy rung dữ chưa? Quên mang bao tay hả? xíu á. Trời ơi, quả mua skin 6 lạng nè. Thôi để cái đó lại chồng lên cho đẹp chưa? Đâu, con tách ra con chồng lên cái muối đó chứ. Em lan qua ăn mua skin nè. Em này có 39 hectare năm nay thu à. Bao nhiêu mẫu chưa? Chưa. Tám cũng hết. 39 hectare mua à? Bao nhiêu hectare mua? Tám cũng hết mua. 80 hectare mua à? 100 hectare. Ôi 100 tám cũng hết. Hôm nay sẽ hợp tác với Lăng Tư đây. Nè. Chút xíu rồi. Này, đó. Em này em tích cái quả này 6 lạng này, 6 lạng vẫn bán được, còn Dona mình 6 lạng đâu bán được chưa? Ghép vô đây đi chưa? Quả Moskin này là 6 lạng. Như không biết. Giờ biết Trương giàu vậy hả? Trương có 180 mẫu. Của công ty á. Nhưng cũng liên quan á. Nhân viên cũng được á. Đó, coi quả 6 lạng này các bạn nha. Nếu mà Dona là đâu có bán được chân ha. Dona là thua. Đó. Quả này là 6 lạng. Ai mà coi livestream của em thì cố gắng trồng muskin nha. Tương lai rực rỡ. Hôm nay em qua Trung Quốc đã bán hết sạch hàng luôn mà không có đủ hàng bán nha. Cái này hôm qua tiếc quá để lại nè, chứ để lại nguyên một thùng bi. Tự tự để lấy cái thùng bi lên cho người ta coi thử. Lựa bỏ trên bàn là tự. Hôm qua bán mà tiếc tiền quá không dám bán hết. Đó, bà lớn này cũng đem bán hết. Chương test cái quả 1 kg đi con. Đây, khui rồi con. Khui chứ, nhà mình cũng có sầu riêng, sợ gì. Rồi em Chương sẽ khui tiếp quả 1 kg nha. À, chưa, à, tự, bỏ mấy quả nhỏ nhỏ lên đây con. Nó nói hiện hiện nói cỡ cô Lan cỡ này không. Bỏ lên tự. Cái này là không rồi. Cô Lan bỏ hết lên con. Hôm qua đóng hết rồi, chừa lại mười mấy trái ăn cho tiếc quá. Thơm hả? Đây em test cái này là 1 kg này. Rõ ràng nha. Muskin nếu mà mình cắt thì sẽ ngon hơn là mình để cho nó chín. Vì nó khi nó chín là nó sẽ có vị đắng. Khô không tự? Khô không? Khô. Anh này anh dám trồng 80 mẫu Moskin để mà cho công ty 30 tháng 4 mà anh không hề sợ. Hồi đó đâu sợ không tự à, Trương. Trương của công ty mấy chú trồng ập lên chứ, khui ập lên không? Khui cái kia kìa, ập lên cái này mới đẹp chứ. Không nhiều đúng không? Không, để nguyên vậy đó, để nguyên vậy đi, đừng có khui nữa Trương. Đây khui kia trồng lên này con. Ừ. Nhìn này mới đẹp. Tôi nhìn thấy đẹp đúng không? Không, trồng lên đi. Cho hết muối đi nha. À. Có để em ăn luôn. Không xử lý. Không nhiều quá, nhìn nó lõi. Nhìn này đúng trái sầu là chuẩn luôn. Hình ảnh sầu riêng luôn. Em Alibaba. Bớt thêm Alibaba. Vâng. Cái này bữa chín cây cũng để lại sao? Alibaba cũng muốn biết nhanh lắm. Ăn chờ thử chưa? Ngọt béo quá. Quá ngon ngọt. Ăn đi Dương, ăn đi. Không, nãy giờ ăn quá trời. Không mập đâu. Mập đi ăn đi cho bà con, cô bác đều coi nè. Ăn. Qua ăn à, mua skin em Lan. Ai vậy? Đi dịu vô Khánh ơi. Dạ. Ra ăn mua skin nói cho khán giả coi. Thiệt mà.
Anh Khánh với anh Trương cùng nhau ăn mua skin không tốn tiền mà không chịu ăn nó chết gì mà lại đây. Có dịu trong miệng luôn con. Hả? Ngon. Cái màu bên đây vẫn đẹp hơn ha. Cái đây do nó 10 tới tới cỡ giờ là ăn ngon. Nó cái chim tới này. Cái này ba. Vừa chín tới không? Ăn nửa muối luôn. Đây là cô. Muối ra đẹp. Trời ơi, con cái xấu lạng không? À, ok em. Quá đẹp. Hùng ơi. Quá đấy. Anh Hùng thử con muối thử. Ở đây. Đây. Ăn ai kêu nha. Muối chín tới mà đường ngọt quá không? Muối chín tới không? Trái xấu lạng còn ngon hơn. Quay con nó mất con cái hình nó ngon nhiều á. Thế hả? Con nhiều lắm. Mặt đó. Hả? Rồi. Ngủ đi không? Nói chuyện á. Bị dính xíu. Bập ơi. Dạ. Làm muối mua skin nè. Làm muối à? Hả? Dạ. Miễn phí đó. Chúng ta không có tiền chúng ta mua đâu. Đúng. Có hàng ở đó là không mua không? Mà sao trái lá xấu lạng muối không à, cơm không à? Mà chỗ này nó còn có muối. Có học nào có. Trái sống lạng mà có hai cái này đó. Đây có trái sống lạng mà hai bên này nè. Con ăn thử cái này coi. Dạ. Dạ anh Sơn Phạm. Vừa chín tới luôn. Ngon. Hả? Qua ăn moskin mai béo hả? Béo. Chơi đá đấu. Trời coi xấu lạng này nè. Không thiệt mà. Chú đi đâu rồi con?